Anh chào anh em ha. Hôm nay có mấy mẫu mới nên quay review cho anh em xem cho vui. Với lại hướng dẫn anh em cách sử dụng cái máy này luôn. Mẫu này cái mẫu 12V hai biến áp. Mẫu này tầm trung đi thuyền, đi bộ thì nó hơi dư một tí. Đi thuyền thì nó hợp lý hơn. Hai biến áp 12V. Mẫu này nó giống cái mẫu mà BS 9800 hồi xưa. Nhưng mà bản này nó nâng cấp lên là nó xài 4 tụ nguồn. Hồi xưa nó dùng có hai con tụ với một con gờ le chống ngược. Mấy mẫu hồi xưa lên hay bị đứt chân tụ với lại cháy tiếp điểm gờ le, thì cái này nó khắc phục. Nó cập nhật từ cái bản nó lên. Hiện nay nó dùng phép chống ngược, nó không dùng gờ le nữa, nó dùng 6 phép chống ngược mặt dưới. Này dùng 4 tụ. Rất là ổn định ha. Mình thấy cái máy này mình thấy rất là ok, thấy thiết kế rất là đẹp. Bố trí linh kiện nó cũng đồng đều nữa. Tụ bơm thì nó dùng tụ này con 3 mi ha, hoặc còn là 9 mi. Rồi, để test máy cho anh em nghe tiếng máy, tiếng rất là trong. Nút bên đây vẫn là mạnh yếu nè. Đây là xung. Đây là tắt công xung. Bên đây là công tắc mạnh yếu luôn. Mạnh nè. Máy chạy tần số rất là cao mà. Kéo hai ba bóng là thoải mái luôn. Tổng kẹp ha. Cái kẹp nó cũng làm ngon hơn cái đời trước, là cái kẹp nó dày hơn cái loại này, nhưng mà nó dày hơn, nó cứng hơn nè. SCR nó dùng một con SCR mà loại lớn, SCR lớn, mã của nó là BS 99800 12V hai biến áp nè. Mẫu này gọn nhẹ. Anh em nào đi mà nước ngọt phèn này kia thì lấy con này đánh ngon, gọn nhẹ đỡ hao bình. Anh em đừng ham máy to làm gì, máy này đánh nó hiệu quả hơn. Máy to nó được cái hao bình thôi chứ không được gì. Anh đánh máy to mà cái thời gian anh đi nó không được dài thì đánh nó đâu bằng cái máy nhỏ mà đi thời gian lâu thôi. Máy lớn nó mạnh, nó đánh xa xa nên vớt đâu có được đâu, mà đừng ham máy bự làm gì. Mẫu nhỏ này Go Phi này bắt vẫn được bình thường, gọn nhẹ hiệu quả, giá rẻ nữa, triệu mấy. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi ha, chúc anh em một ngày tốt lành, bye bye.